người dân đây hướng dẫn anh cái đây anh cảm nghĩ gì với Đại Nam với Vũng Tàu, anh thấy đi nào nó hay hơn? Tôi thấy đi Đại Nam sướng hơn, vừa gần vừa gần mà vừa tiện lợi nữa. Biển anh em sẽ thao coi Vũng Tàu giống Vũng Tàu luôn, y chang luôn chứ ha. Giống y luôn nhưng mà sạch hơn chứ. Sạch hơn Vũng Tàu, mình nói về vệ sinh thì tôi nói sạch hơn rồi đó. Dạ. Nhưng mà cái cách giống thì thấy này giống hơn nè. Dạ đúng rồi. Giống hơn tất cả các loại biển nhân tạo khác đó nha. Đúng rồi, chính xác. Người ta làm thì tôi cần người ta dạ. Làm nên nghiên cứu rồi mà. Nghiên cứu gì lắm. Đâu phải giỡn đâu. Dạ, có cái thứ hai nữa là giờ. Ở đây thì nói chung cái bộ máy mà quản lý đây đầy đủ hết trơn. Dạ, người ta kỹ lưỡng nữa. Dạ. Người ta ví dụ như là cái gì không hiểu người ta sẽ hỏi mình. Dạ, cái nào chú không hiểu chú hỏi nha, quan sát kỹ lưỡng luôn. Rồi lâu lâu cái phát loa nên làm cái gì mà nên không nên làm cái gì nữa. Rồi thôi. Nếu anh thấy độ nguy hiểm sao? Không có nguy hiểm. Ở đây, gì ở đây an toàn. Ở đây dưới biển chúng ta anh thấy sao? Độ nguy hiểm mà tất nhiên là anh là chúng ta phải nguy hiểm lắm đó. Chính xác luôn. Em mới đọc báo hôm qua là chết cũng vài người nữa. Chết đuối nhiều lắm, đuối nhiều. Phải không? Nhiều đúng rồi, đuối nước. Lớn người lớn á. Nên là em cũng có dân thành phố nhưng mà ngại đi lên đó lắm. Đúng rồi. Rồi kẹt xe nè. Rồi đuối nước nè. Rồi đắt đỏ nữa, nói chung là vậy đó. Đó xa xôi nữa. Chú anh ở đâu lận? Nè, chú biết không? Anh đang đâu lận? Tôi bên Cát thôi à. Đây cũng tôi đây. Đi đây xuống đây cho nó lẹ mà lý, nhẹ. Lẹ nhẹ gọn. Dạ. Đó vô đây tao thấy là trời. Đâu phải đi cái biển Đại Nam này đâu. Đúng rồi. Mà kể cả khu vực Đại Nam này tất cả nơi đâu. Trời đâu không có rời khỏi mắt tôi đâu. Dạ dạ. Hôm nào tôi cũng đến tham quan hết. Dạ rồi. Cả các nơi. Dạ rồi, cảm ơn anh ha. Rồi.